chiều bán đồ ăn nhiều quá. Con hẻm đó buổi sáng là cái chợ. À, ngay đầu hẻm này có bán cái món gọi là cơm gà xó mỡ. À, hẻm 191A1. Ồ, hẻm cùng rồi. Phòng trọ có thể đầy đủ tiện nghi. Thôi chúng ta quay ra nha. Hẻm này hẻm cùng rồi. Em xin chào các anh chị và các bạn. À, chúng ta đang có mặt ở đây là hẻm 202 Trần Quý Cáp năm xưa, và cũng là 202 Võ Văn Tần ngày nay. À, theo thẳng cái hẻm này thì chúng ta sẽ đi về đường Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng năm xưa và Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Hôm nay em sẽ dẫn các anh chị các bạn đi một vòng hẻm Trần Quý Cáp. À, đi đến con hẻm chợ đuổi, hẻm chợ đuổi Trần Quý Cáp năm xưa. À, để gửi đến các anh chị các bạn xem chúng ta coi ai có kỷ niệm về cái cung đường này cho em xin cái comment nha. Bữa giờ em cũng ít đi lòng vòng bởi vì thời gian buổi trưa đó, nắng quá, với lại lúc rảnh thì lại mưa nữa. À, nên bà con mình thông cảm nha. À, hôm nay mời mọi người cùng tham gia lên với em đi xe máy nha. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đây, thẳng cái hẻm này thì mình ra đường Nguyễn Đình Chiểu. À, đường Nguyễn Đình Chiểu thì là đường một chiều thôi. À, một chiều đi về đường Lý Thái Tổ. Bên kia chúng ta thấy đó là chùa Phật Đà. Rồi mình sẽ quẹo trái nha. À, đường này thì không được quẹo phải. À, bên đây mình thấy có con hẻm, mình chuẩn bị quẹo trái nữa nè. À, thẳng lên kia là đường Nguyễn Thượng Hiền, đường rầy xe lửa ngày xưa đó. À, mình chuẩn bị quẹo trái vô con hẻm nha. Hẻm này là hẻm chợ, buổi sáng rất là đông. À, buổi tối không biết có bán đồ ăn vặt nhiều hay không ha. À, bây giờ chúng ta đi khám phá hôm nào thì em sẽ dẫn anh chị và các bạn đi bộ, mình sẽ nhìn lại rõ hơn ha. Đây là con hẻm 289 Nguyễn Đình Chiểu. Buổi chiều bán đồ ăn nhiều quá. À, bún bò Huế cô Như. À, bánh cuốn giò chả. À, bánh canh bún riêu. Rồi mình thẳng cái hẻm bên kia luôn là sẽ ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ta chờ bớt xe mình qua nha. Hẻm 289 Nguyễn Đình Chiểu thông ra hẻm 291 Trần Quý Cáp luôn. Con hẻm đó buổi sáng là cái chợ. Rồi hành trình của chúng ta là sẽ
Trước nữa mình sẽ đi một vòng cái hẻm ăn cháo lòng. Thấy bên kia là đường Tôn Đức Tùng, đường Tôn Đức Tùng đó. Khu bán máy tính ngày xưa rất là sầm uất, bây giờ thì không còn sầm uất như vậy nữa. Chúng ta quẹo phải đường Nguyễn Thị Minh Khai đi. Rồi mình sẽ len lỏi vô con hẻm nhỏ nữa. Con hẻm này nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bên tay trái chúng ta đây. Hẻm này buổi chiều có cái món đặc trưng nổi tiếng là cháo lòng. Hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai. Theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đến Cao Thắng và Bệnh viện Từ Dũ. Ngay đây là ngã ba Nguyễn Thượng Hiền nè. Có con hẻm đi thẳng ra ngày xưa là đường rầy ha, xe lửa đi đến công viên Mang Chính luôn á. Rồi chúng ta quẹo nha. Nay em có dịp dẫn anh chị các bạn đi một vòng vô con hẻm để có dịp mình về Sài Gòn thì khám phá những con hẻm này có bán cái món gì ha. Có lẽ cái món cháo lòng thì các anh chị các bạn chắc không hảo cho lắm. Đó, mình vô hẻm 153 nha. Đây, quán cháo lòng rất là nổi tiếng. Bên tay phải chúng ta mới vừa qua đó. Cháo lòng 153. Thẳng con hẻm này mình ra đường ngay cái trường Bùi Thị Xuân luôn nè. Tay trái mình là trường Bùi Thị Xuân, ngày xưa là trường hình như là Võ Tòng, Bá Tòng hay gì, cái gì nhớ Tòng Tòng rồi. Lại quên cái tên trường xưa nữa. Nếu anh chị các bạn có kỷ niệm nhớ thông tin về trường này cho em xin cái comment nha, để bổ sung vô cái chỗ quên này, suốt ngày quên hoài. Đó, thẳng hướng này mình sẽ đi đến cái đường Phạm Viết Chánh nè. Để gửi đến các anh chị các bạn những hình ảnh Sài Gòn ngày nay. Biết đâu chúng ta lại hình dung lại những cái hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa. Trước mắt mình đó là cái siêu thị Coopmart, và phía sau có một dãy tòa nhà lớn, đó là miếng đất ngày xưa của quân đội ở trong khu Mã Lạng. Khu Đồng Tiến. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vô cái hẻm khu Mã Lạng gửi đến các anh chị và các bạn xem con hẻm này bây giờ như thế nào ha. Cũng lâu lắm rồi em không có vô cái hẻm này. Bây giờ sẵn dịp đây chúng ta cùng đi khám phá nha. Hẻm 191A1. Đó,
hẻm này thì có rất là nhiều phòng cho thuê. cái giọng em nó bị cảm á, nên cái giọng nghe không rõ, anh chị bạn thông cảm nha. Mình tiếp tục đi cái hẻm này. Ồ, hẻm cùng rồi, phòng trọ có thể đầy đủ tiện nghi. Thôi chúng ta quay ra nha, hẻm này hẻm cùng rồi. Lòng vòng của hồi cũng ra được đường Nguyễn Trãi à. Cái cao ốc này lớn quá. Nhìn những bức tường là biết ngày xưa khu quân đội rồi. Ngày xưa xài tường cục gạch lớn lắm, 2 tấm 4 tấm. Thẳng hẻm này là mình ra cái khu cư xá nè, chung cư 189 Phú Bình. Đi một vòng chung cư nha. Ở giữa chung cư có cái công viên nhỏ nhỏ. Để bà con tụi nhỏ nó lại chơi, nó banh đá cầu tập thể dục. Thẳng hẻm này thì mình sẽ đi ra cái đường Nguyễn Trãi nè. Ngay đây có cái sân tennis quân đội. Ngày xưa nói tới khu này là ai cũng sợ, không dám vô luôn. Nhưng mà bây giờ thì bình thường rồi ha. Các anh chị các bạn nhìn lại cái khung cảnh xưa, thôi nhìn lại khung cảnh ngày nay và nhớ lại cái cảnh ngày xưa thì bây giờ rất là khác à. Mình sẽ đi đường Cống Quỳnh, rồi nếu quẹo phải thì mình sẽ đi đường Nguyễn Trãi, có hai hướng. Hẻm này có nổi tiếng cái quán món thịt chó nè, hôm nào sẽ đi bộ vô khu này để các anh chị bạn nhìn rõ hơn đó.
trạm này rất là nhiều nhà cấp 4. Nhìn tòa nhà cao cao kia là nhà khách của Bộ Công an ha. Đó. Giờ thẳng đường này mình sẽ ra đường Nguyễn Trãi luôn. Và khu này là nó sẽ sáng sủa, khu lúc nãy thì hơi hơi tối tí. Nhưng mà so với ngày xưa thì cũng đã văn minh lắm rồi, an toàn nữa, không còn cảnh buôn bán những cái chất gây nghiện. Rồi một số hình ảnh ở chợ đuổi và con hẻm thẳng thông qua con hẻm hẻm Nguyễn Thị Minh Khai và đi đến cái hẻm khu Mã Lạng, gửi đến các anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn ngày nay. Nhân đây thì cũng xin chúc các anh chị và các bạn lúc nào cũng vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Đi thẳng hướng này là mình sẽ đi đến đường Nguyễn Văn Cừ, là Cộng Hòa năm xưa. Ngay đây mình thấy có cái nhà hàng bên tay trái, tới tí nữa nhà hàng Hương Rừng, bên tay phải là Bộ Công an. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.